kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Việt Nam không xử lý được miếng gân gà khó nuốt doanh nghiệp nhà nước Những năm gần đây trong các báo cáo kiểm toán nhà nước trình quốc hội hàng năm cho thấy Có hàng loạt doanh nghiệp nhà nước đã lỗ nặng nợ hàng chục ngàn tỷ đồng Vào ngày 6 tháng 10, tờ báo Thanh Niên có bản tin Doanh nghiệp nhà nước lỗ lũy kế gần 70.000 tỷ đồng nợ hơn 1,9 triệu tỷ đồng bản tin cho hay chính phủ vừa gửi quốc hội báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cũng như hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào năm 2022. Theo đó, khoảng 9% trong số 667 doanh nghiệp nhà nước có lỗ phát sinh, khoảng 29.456 tỷ đồng, 21% doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 69.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả trên 1,9 triệu tỷ đồng tăng 6% so với năm 2021, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tới 55%. Doanh nghiệp nhà nước lỗ gần 70.000 tỷ đồng, nợ hơn 1,9 triệu tỷ đồng. Điển hình là công ty hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines là một trong những doanh nghiệp nhà nước phát sinh lỗ tới hơn 8.600 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 27.000 tỷ đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lỗ gần 21.000 tỷ đồng trong năm 2022, nhưng con số này đã giảm hơn 35.000 tỷ đồng so với năm 2021. Không chỉ Việt Nam Airlines và EVN thua lỗ, Tập đoàn Công nghệ Than Khoáng sản Việt Nam, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với vốn chủ sở hữu là 45.000 tỷ đồng, mà có dư nợ lên đến hơn 74.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ đô la, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu với việc thua lỗ của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Báo Người Lao Động vào hôm 17 tháng 2 có bài viết với tít khá mỉa mai. Đào than lên bán mà cũng nợ tới 74.000 tỷ đồng, ai tin đầy. Vậy là các ông lớn vừa kể trên kêu lỗ khủng liên tiếp từ năm này sang năm khác nhưng vẫn bình chân như vậy bởi vì các doanh nghiệp này được nhà nước bao cấp nên thua lỗ thì đã có nhà nước bù lỗ nhưng người phải gánh chịu những khoản lỗ này chắc chắn là người dân vì tiền bù lũ ấy được lấy từ tiền thuế của người dân nộp cho nhà nước tổng công ty hàng không việt nam là điển hình của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lỗ dù được ưu tiên chuyên gia kinh tế phạm chi lan nguyên phó chủ tịch phòng thương mại công nghiệp việt nam vcci cho rằng việc các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ triền miên sẽ tạo ra những hậu quả đối với nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước các doanh nghiệp nhà nước này đã trở thành gánh nặng cho nền kinh tế thay vì giữ vai trò thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Cụ thể, 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ thuộc Bộ Công Thương điển hình như nhà máy DAP số 1 Hải Phòng, DAP số 2 Lào Cai, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, Công nghiệp Tàu Thủy Dung Quất, nhà máy thép Việt Trung, nhà máy Đình Vũ, công ty gang thép Thái Nguyên, v vân. Hiện có 17 ngân hàng thương mại và một công ty tài chính đang cấp tín dụng cho 12 dự án với tổng số dư nợ là gần 21.000 tỷ đồng. Ngoài ra các ngân hàng còn cấp tín dụng đối với các chủ đầu tư có liên quan gần 23.000 tỷ đồng. Trong khi luật doanh nghiệp nhà nước vào năm 1995 đã khẳng định các doanh nghiệp nhà nước phải bị giải thể, phá sản theo luật giải thể, phá sản. Vậy vì sao chính phủ Việt Nam không để phá sản các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, không hiệu quả như vậy? chuyên gia kinh tế phạm trì lan vẫn theo bà phạm trì lan cho biết doanh nghiệp nhà nước nhiều khi như mọi người vẫn gọi là chết và không trôn được nhiều khi họ thua lỗ đến mức phải cho phá sản nhưng công việc kinh doanh của họ còn tồn tại quá nhiều về nợ phải trả phải đòi và bao nhiêu quan hệ hợp đồng khác chưa giải quyết kể cả phần tài sản của nhà nước đánh giá như thế nào thu hồi như thế nào giải quyết như thế nào và phá sản thì phải giải quyết công an việc làm cho người lao động ra sao Hiến pháp năm 1992 ghi rõ doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước là chủ đạo của nền kinh tế với lý do là trọng tâm của khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2013, trong quá trình thảo luận về Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, đã có rất nhiều các chuyên gia cho là không nên đưa vấn đề kinh tế nhà nước là chủ đạo vào Hiến pháp. Tuy nhiên, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn quy định kinh tế nhà nước là chủ đạo. Đó là một trong những sai lầm trong chính sách kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin: Vì sao Việt Nam không xử lý được miếng gân gà khó nuốt doanh nghiệp nhà nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Quan chức càng học thì càng hư, càng học càng ăn cắp thì học để làm gì? Chuyện nghi phạm cướp tiệm vàng ở tỉnh trà vinh, ông nguyễn văn tam, từng là trưởng phòng nghiệp vụ của tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh là vấn đề không bình thường của bộ máy nhà nước Việt Nam. Bản tin của tờ báo tuổi trẻ vào ngày 7 tháng 10 với tiêu đề Kẻ cướp tiệm vàng từng là trưởng phòng thi hành án tỉnh Trà Vinh cho hay. Vào ngày 7 tháng 10, nguồn tin từ công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu, đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh. Theo nguồn tin, nghi phạm Nguyễn Văn Tam từng là trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã xin nghỉ việc từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Vụ cướp tiệm vàng được báo chí trong nước loan tin rộng rãi. Được biết Nguyễn Văn Tam đang thiếu nợ rất nhiều nên đi cướp tiệm vàng vừa kể trên nhưng bất thành và đã bị bắt giữ. Dư luận mạng xã hội đánh giá rằng người ta đói thì đầu gối phải bò Xong việc một cựu quan chức trong ngành tư pháp cấp tỉnh ở Trà Vinh Lại đi ăn cướp theo đúng nghĩa đen Là một câu chuyện rất hì hữu Trên thực tế tình trạng quan chức các ngành công an kiểm soát tòa án ở Việt Nam Công khai ăn cướp chấn lột giữa thanh thiên bạch nhật Với thân nhân các bị can, bị cáo ở trốn công đường là điều quá phổ biến cho nên các quan chức trong bộ máy tư pháp có thấy ai nghèo bao giờ đâu Ngược lại thậm chí là họ rất giàu Dựa theo triết lý của chùm xã hội đen Nam Cam Khi nói về ngành tư pháp ở Việt Nam rằng Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Thì có thể thấy rõ tình trạng trên Song quan trọng hơn công luận thấy rằng kẻ gây án Nguyễn Văn Tam từng là trưởng phòng thuộc cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, chắc chắn đã tham gia nhiều đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 2003 cho đến nay ở Việt Nam, Đảng và chính quyền đã liên tục yêu cầu toàn Đảng, toàn dân phải học tập tư tưởng, đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Mới nhất vào tháng 2 năm 2023, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương lại ra kế hoạch số 99 chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đây được coi là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng mỗi cán bộ nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ ông nguyễn văn tam đang tấn công chủ tiệm vàng nhưng kết quả của cuộc vận động dư luận cho rằng các quan càng học thì càng hư, càng học nhiều thì càng thêm nhiều lãnh đạo lộ mặt tham nhũng. Từ Sài Gòn một lãnh đạo ngành tuyên giáo đã nghỉ hưu nói với thể báo chấm đê với điều kiện ẩn danh như sau. Càng đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước thì càng có nhiều cán bộ bị bắt, bị khởi tố vì tham nhũng và tham nhũng thì càng nhiều hơn. Các tài liệu chính thức từ phía cơ quan như Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra công an, tòa án đưa ra đều chứng minh cho thấy sự xuống cấp toàn diện với các vụ án rất khủng khiếp. Người dân không thể tưởng tượng được. Theo tờ báo Thanh tra Online, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có tới 459 vụ án về tham nhũng. Các chức vụ trong ngành tư pháp đã bị khởi tố tăng gần 110% so với cùng kỳ của năm ngoái. Còn Bộ Công an mới đây đã công bố Kể từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Một cảnh sát Việt Nam đứng trước một pano vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Rõ ràng các hoạt động học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh chỉ tiêu tốn ngân sách của nhà nước bởi kết quả của hoạt động này luôn là cán bộ càng học thì càng hư quan chức càng học càng ăn cắp và tham nhũng tài sản tiền bạc của nhà nước vậy mà đảng cộng sản việt nam lại lấy việc học tập đạo đức hồ chí minh ra làm tiêu chuẩn thì đúng là lợi bất cập hại do đó việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước ngược lại nó còn là con đường sản sinh ra những lãnh đạo độc tài có thể hủy diệt cả một quốc gia dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, quan chức càng học thì càng hư, càng học càng ăn cắp thì học làm gì? quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo.d